Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU có hành động bất ngờ với Greenwood. Man United chốt người thay thế Eriksen. Ten Hag cạn ý tưởng, MU loạn choạng. MU có hành động bất ngờ với Greenwood. Theo The Athletic, MU đã bí mật kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền đạo Mason Greenwood. Hiện tại, Greenwood đang khoác áo Getafe theo dạng cho mượn từ MU với giao kèo đến cuối mùa này. Tại câu lạc bộ của La Liga, chân sút 22 tuổi thi đấu khá tốt, cho đến nay đã bỏ túi 8 bàn cùng 5 đường kiến tạo sau 28 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chứng kiến Greenwood đá tốt như vậy, Getafe muốn giữ chân anh ở lại đội bóng, đặc biệt khi ràng buộc của tiền đạo này với Man United chỉ còn đến tháng 6 năm 2025. Theo tính toán của đại diện Tây Ban Nha, họ có thể mua Greenwood với giá rẻ hoặc chờ thêm 1 năm nữa để chiêu mộ anh theo dạng tự do. Tuy nhiên, theo The Athletic, Getafe tin rằng Quỷ Đỏ đã bí mật kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Greenwood, tức đến hè 2026. Ban lãnh đạo của Getafe đã từ bỏ các cuộc đàm phán với MU về trường hợp của Greenwood do hiểu thời hạn hợp đồng của cầu thủ này đã được tăng lên. The Athletic nhấn mạnh việc MU kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Greenwood sẽ giúp có thêm thời gian đàm phán, đồng thời thu về số tiền chuyển nhượng cao hơn nếu quyết định bán anh vào hè 2024. Nhìn chung, MU sẽ nắm nhiều lợi thế ở vụ Greenwood sau khi chủ động kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, từ chuyện cân nhắc bán cho đến giữ anh ở lại câu lạc bộ. Bản thân đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe gần đây khẳng định cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại với Greenwood. Rõ ràng là chúng tôi phải đưa ra quyết định và sẽ giải thích cho quyết định đó. Nhưng hiện chưa có quyết định nào được đưa ra. Greenwood đang được cho mượn nhưng không phải là cầu thủ duy nhất. MU có một hoặc hai cầu thủ cần phải giải quyết trong tương lai và chúng tôi phải đưa ra quyết định, vị tỷ phú người Anh nói với truyền thông hồi tháng 2 vừa qua. Hiện tại, MU chưa đưa ra phản hồi về thông tin mà The Athletic đăng tải. Man United chốt người thay thế Eriksen. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ MU đang nhắm tiền vệ João Gomes của Wolves để thay thế cho Christian Eriksen. Eriksen là một trong số những cầu thủ mà Man United dự kiến sẽ đẩy đi vào mùa hè này khi hai bên không còn cảm thấy hạnh phúc cùng nhau. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho rằng João Gomes đang nằm trong tầm ngắm của MU và một loạt đội bóng lớn. Chia sẻ với Daily Briefing, nhà báo Ý tiết lộ, thông tin của tôi hiện tại là Gomes đang được tất cả các câu lạc bộ hàng đầu ở giải Premier League để mắt tới, khoảng 4-5 đội. Nhưng hiện Man United vẫn chưa đưa ra quyết định họ muốn làm gì ở hàng tiền vệ. Điều quan trọng là phải hiểu cơ cấu hội đồng quản trị trước đó của đội bóng này. Đồng thời, điều gì sẽ xảy ra với bộ đôi Casemiro và Eriksen trong thời gian tới. Vì vậy, mặc dù có sự quan tâm từ các câu lạc bộ hàng đầu dành cho Gomes, nhưng hiện tại nó vẫn đang trong quá trình tham khảo và Man United vẫn chưa quyết định kế hoạch của họ. Vẫn còn sớm, vì việc có một giám đốc mới sẽ rất quan trọng để họ có thể hoàn thiện kế hoạch về đối tượng mục tiêu và số tiền chi tiêu. Tờ Football Transfer dự đoán rằng, Man United có thể phải trả đến số tiền lớn hơn 47 triệu euro để ký hợp đồng với tiền vệ của Wolves. Trong một diễn biến khác, theo nhà báo Simon Jordan của Daily Mail, Marcus Rashford đang sa sút phong độ đáng báo động. Nhà báo này cũng cho rằng, dù với bất kỳ lý do gì, thì tôi cùng với Rashford đã không còn phát triển được nữa. Jordan đưa ra lời khuyên cho Marcus Rashford. Đội bóng nước Pháp vẫn đang duy trì mối liên hệ với Man United trong việc chiêu mộ Rashford qua nhiều kỳ chuyển nhượng gần đây và ông cho rằng đây là thời điểm thích hợp để Rashford cân nhắc về tương lai. Chuyển đến Ligue 1, cơ hội giành được danh hiệu của tuyển thủ người Anh là rất lớn, cùng với đó là cơ hội thi đấu thường xuyên ở Cúp C1, giải đấu hàng đầu của châu Âu. Ten Hag cạn ý tưởng, MU loạn choạng. Mất điểm trước Brentford chưa phải điều tồi tệ nhất với MU, bởi lẽ đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Khi các cầu thủ Brentford trở lại phòng thay đồ trên sân Celtic Community hôm 31 tháng 3, họ có lẽ cảm thấy cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng trước MU dần tan biến. 14 cú sút được bày ong, biệt danh Brentford được tung ra trong hiệp 1. Tất cả kết thúc với con số 0 bàn thắng. Trong bóng đá, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng sẽ trả giá. Brentford tự trao cho MU cơ hội để hồi phục với 15 phút nghỉ giải lao. Thông thường, một đội bóng giỏi sẽ luôn biết cách để sửa chữa những sai sót và tìm ra giải pháp khắc phục hậu quả. 15 phút của giờ nghỉ giữa hai hiệp trở thành quãng thời gian vàng với họ. Mùa này, Brentford thường có những màn tự bắn vào chân. Họ tạo ra nhiều khó khăn cho Man City trong 45 phút đầu tiên, nhưng lại không thể tận dụng tối đa cơ hội để kết liễu đối thủ. Nếu đây là sàn đấu quyền Anh, bầy ong như một võ sĩ tiến rất gần đến chiến thắng knockout.
Tuy nhiên lại phung phí thời cơ để rồi tiếng chuông nghỉ giữa hiệp vang lên, khiến đà hưng phấn bị chặn đứng. Man City cũng nhờ đó gượng dậy, cải thiện phong độ và thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Gặp MU, Brentford tưởng từng dẫm vào vết xe đổ. Tuy nhiên, quỷ đỏ khác Man City, họ cũng không còn là đội bóng mạnh trên thế giới, một thế lực khiến tất cả phải dè chừng. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, MU chẳng có thay đổi gì đáng kể. Họ vốn dĩ đã dở thì nay lại càng tệ hơn. Quỷ đỏ tiếp tục để Brentford tung ra thêm 17 phát dứt điểm với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng XG lên đến 1,84. Brentford hoàn toàn áp đảo MU, thế trận họ tạo ra thường sẽ giúp câu lạc bộ giành chiến thắng đến 8 hay thậm chí 9 trong tổng số 10 trận. Bầy ong đã khép lại trận đấu với tổng cộng 31 cú sút về khung thành Andre Onana, XG đạt 3,2, con số cao thứ 2 ở mùa giải này. Thống kê trên cũng chỉ ra sự thật về MU của Erik ten Hag, đại diện thành Manchester quá thiếu ý tưởng. 15 phút của giờ nghỉ giữa hai hiệp biến thành thời gian bị lãng phí. Chiến lược gia người Hà Lan không tạo ra tác động nào làm xoay chuyển cục diện trận đấu. Brentford vẫn lấn lướt ở tuyến giữa, MU tiếp tục phải chịu trận, chống đỡ sức ép đội chủ nhà tạo ra. Erik ten Hag có những giải pháp nhân sự như đưa Antony, Mason Mount, Casemiro vào sân, nhưng tất cả đều không để lại quá nhiều ấn tượng. Ngay cả khi Mount sắm vai tác giả và ghi bàn mở tỷ số vào phút bù giờ hiệp 2. Bầy ong tỏ ra quá nguy hiểm ở các tình huống tấn công trung lộ và biên. Lúc phòng ngự, họ lùi rất sâu quân số, tạo ra hai lớp phòng ngự vững chắc. Trong khi đó, MU loạng choạng bị cuốn vào nhịp độ trận đấu của chủ nhà tạo ra. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ không đánh giá quá cao Brentford. Đội bóng đã thua 12 trận tại Premier League từ đầu tháng 12. Bầy ong không còn quá ngổ ngáo như mùa trước. Tuy nhiên, MU vẫn thất bại trong việc tìm kiếm 3 điểm. Kết quả chắc chắn khiến Erik ten Hag mất điểm trước hai xếp lớn Sir Jim Ratcliffe và Sir Dave Brailsford của câu lạc bộ. Đáng chú ý, màn trình diễn của MU sau giờ nghỉ giữa hai hiệp thường rất nhạt nhòa. Theo Man, MU chỉ thắng ở hiệp 2 trên sân khách 3 trong tổng số 15 trận mùa này. Lần gần nhất họ làm được điều đó là vào ngày 26 tháng 11 ở cuộc chạm trán với Everton. Đây là xu hướng đáng buồn cũng lo ngại với MU. Thống kê trên chỉ ra rằng Erik ten Hag đang gặp vấn đề ý tưởng, hoặc chính ông cũng không có bất kỳ sáng kiến mới nào để cải thiện lối chơi cho đội nhà. Sai lầm trong bóng đá là điều bình thường và bất kỳ ai cũng có thể phạm phải. Nhưng với huấn luyện viên giỏi, họ luôn tìm kiếm cơ hội để sửa chữa. 15 phút giờ nghỉ giải lao như chiếc phao cứu sinh để thay đổi tình hình. Tiếc thay, MU lại hiếm khi tạo ra điều đặc biệt trong hiệp 2. Erik ten Hag cũng không phải huấn luyện viên được giới chuyên môn đánh giá quá xuất sắc. Bởi vậy, việc MU rời sân Di tích Community với một điểm không phải tiếc nuối mà là điều may mắn.